xin cảm ơn ông Giờ Nội Takashi, tổng giám đốc công ty Yamaha Motor Việt Nam, cảm ơn Chibu, đại sứ của Yamaha CNS và Kota và Hase. Và bây giờ là giây phút chúng ta sẽ cùng trở thành với các khán giả của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xin chào với mọi người vào lúc 5:30 chiều nay, 17:30 chúng ta sẽ lại tiếp tục các bạn nhé với một biểu diễn tiếp theo của các vận động viên hàng đầu thế giới đất Việt. Và Yamaha luôn đang đến cho các bạn những điều đặc sắc nhất hãy đến với chúng tôi một lần nữa. Xin chào các bạn chiều nay lúc 5:30 các bạn nhé.